mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh chia sẻ những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu Việt Nam, được sự tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội nổi tiếng phong thủy và tâm linh Việt. Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ mới hoặc bốc lại bát hương thần linh thổ công tháng 12 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương thần linh thổ công. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với thần linh thổ công. 4. Quy trình bốc bát hương thổ công chuẩn phong thủy. 5. An vị và dâng hương cho bát hương thổ công. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, trong phong thủy từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức người Việt, có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên. Trong việc thể hiện lòng biết ơn, thành kính của con cháu với tổ tiên, bát hương như đại diện cho lời người gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của con cháu. Việc bốc bát hương không phải thích làm lúc nào cũng được, mà cần phải lựa chọn được ngày giờ đẹp để làm, kèm theo đó là những đồ lễ và những vật phẩm để bốc lại bát hương phải được chuẩn bị đầy đủ để tránh phạm phải những điều đại kỵ tâm linh mà bị thánh thần của trách. Mọi chi tiết thắc mắc của quý vị hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 1. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch để bốc bát hương hay bốc lại bát hương mới bao gồm những ngày sau. 1. Ngày 11 canh thân. 2. Ngày 15 giáp tý. 3. 16 ất sửu. 4. 20 kỷ tỵ. 5. 25 giáp tuất. 6. 26 ất hợi. 7. 30 kỷ mão. 8. 23 nhâm thân. Đó là 8 ngày tốt để bốc bát hương cho ban thờ sa tiên ở tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày tốt phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn. Đồ lễ bốc lại bát hương cho ban thờ một bát hương thần linh thổ công gồm có những lễ vật sau. Tùy theo văn hóa vùng miền mà những lễ vật này cũng sẽ được thay đổi sao cho phù hợp. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu cộng với 2 cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vòng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương thổ công thần linh. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng, thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được nhận tài liệu hướng dẫn và văn khấn bốc bát hương hoàn toàn miễn phí. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất sữa linh khí của mộc được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy ngũ hành thuộc mộc là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của chúng tôi còn có thêm chỉ ngũ sắc. Theo sự tư vấn của thầy Sa Cát, sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hành ngũ hòa, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương.
2 là gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có của mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. 3 là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4 là tờ di hiệu. Tờ dị hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ dị hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ dị hiệu và cách ghi dị hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5 là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim màu vàng chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được chúng tôi gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6 là trầm sông. Gỗ trầm hương làm tháp khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí ở trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà tháp khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được chúng tôi gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo đúng quy trình sau. Bát hương thần linh thổ công ghi phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, hoặc là ghi phụng thờ định phúc táo quân chư vị tôn thần. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu vánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương.
Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong bộ thất bảo vào chính giữa của bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Như vậy là ta đã hoàn tất việc bốc lại bát hương cho ban thờ gia tiên thờ một bát hương. Sau khi trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ, đặt bát hương vào chính giữa ban thờ. Mặt nguyệt bát hương hướng ra bên ngoài, điều chỉnh cân đối rồi thắp 5 cây nhang theo thứ tự, quay 1 ở giữa, quay 2 ở phía sau bên phải, quay 3 ở phía trước bên phải, quay 4 ở phía sau bên trái và quay 5 ở phía trước bên trái, tính theo hướng của người đứng cúng. Thắp hương xong bắt đầu khấn bài khấn bốc lại bát hương, tôn cấp lập thờ theo bài mẫu mà thầy Sa Cát gửi kèm quý vị trong bộ bốc bát hương của chúng tôi. Quý vị chờ hương cháy hết, khóa vàng mã, hạ đồ lễ, như vậy là hoàn tất thủ tục bốc lại bát hương. Khi bốc lại bát hương trong vòng 100 ngày từ khi bốc, cần phải thắp hương liên tục và sau 100 ngày làm lễ tạ. Quý vị vừa theo dõi video hướng dẫn bốc bát hương thần linh thổ công, làm gì cũng vậy, đặc biệt là về tâm linh, quý vị cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, tránh tâm lý bất an. Hy vọng qua video này, quý vị hoàn toàn có thể tự bốc lại bát hương nhà mình một cách đầy đủ và chính xác nhất. Trong quá trình bốc bát hương, quý vị cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với đội ngũ của thầy Sa Cát. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị đầy đủ và chi tiết nhất, hoàn toàn miễn phí để quý vị làm đúng, tránh phạm phải những đại kỵ trong tâm linh. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt!